Ok anh em ơi, mình đang ở đây là đánh liên minh điện thoại đi đường bot, nhưng mà mình đang spawn một đống lính ở đây để stress test. Sao cho không đánh nhau cho nó đứng im vậy? Ok anh em ơi, hôm nay thì mình sẽ build bộ máy tính khá là khủng bố đấy. Đây là bộ máy tính dành cho những anh em nào mà làm thuộc gọi là ngành đồ họa, đang yêu cầu một cái máy tính để làm việc chứ không phải là để mục đích chơi game là chính em nhá. Và tại sao lại nó là một làm việc? Tại vì chúng ta sẽ có đây chính là chiếc card AMD Radeon Pro W6400. Và hãy cùng xem là chiếc card mình này thì nó có thể làm được gì, chơi được những gì và thực hiện được những tác vụ gì anh em nhá. Rồi, bây giờ hãy bắt đầu bằng cái cấu hình của bộ máy này đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ chọn đó chính là chiếc CPU Ryzen 5 5600X. Hiện tại thì đây là một con CPU có mức giá khá là tốt so với cái thời điểm mà nó ra mắt. Lúc nó ra mắt thì giá nó khá là cao, bây giờ thì đã giảm về còn 6.699.000 rồi. Và trong này thì có sẽ có 6 nhân và 12 luồng cộng với một súng boost lên tương đối là cao đấy. Boost lên tới đây 4.6 max boost. Đó. Thế nên là có thể sử dụng được thoải mái với cả bộ máy như này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là một kit RAM DDR4. À, tại vì là hiện tại thì AMD vẫn đang sử dụng là DDR4, thế nên là chúng ta sẽ có một kit DDR4 của XPG. Đây là RAM RGB 8x2, tức là 16GB, và sẽ có bus là 3200 anh em ạ. Nói chung là cũng khá là tốt. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ có một chiếc mainboard dành cho những ai làm đồ họa luôn, đó chính là chiếc mainboard Asus ProArt B550 Creator. Thế là một chiếc mainboard cực kỳ là xịn sò, nói chung là về tính năng này, cũng như đồng thời nói về những cái thứ mà nó trao lại cho người dùng chúng ta, đặc biệt là cái gọi là cái format, cái hình ảnh của nó nữa, những cái thiết kế của nó thì trông cũng rất là đẹp và mình cảm thấy rất là phù hợp với cả chiếc mainboard với cả bộ máy tính này. Đồng thời nhá, vì là B550 thì nó sẽ có PCIe 4.0 cực kỳ là phù hợp với chiếc card Radeon Pro của chúng ta. Và cái thành viên cuối cùng của bộ máy này đó chính là chiếc card màn hình. Tại sao mình lại chọn chiếc card màn hình này? Đây có thể nói là một trong những chiếc card màn hình rẻ nhất khi mà nói về một chiếc gọi là đồ họa của AMD. Đây là chiếc Pro W6400 như thế đây. Đó, về mặt thiết kế thì nó khá là nhỏ và là khá là mỏng nhẹ. Tại sao nó như thế? Tại vì đây nó có thể gọi là coi như là một cái sự nâng cấp với những bộ máy theo phong cách slim ấy, tức là nó chỉ mỏng mỏng như này. Nó sẽ có thể có hai loại bracket, một là loại dài như này để cho những cái vỏ cây to, hai là loại nhỏ để cho những cái vỏ cây nhỏ. Đấy, tất nhiên rồi. Và nằm bên dưới đây chúng ta sẽ có là một con chip. Nếu anh em biết, anh em chơi CS:GO thì biết đây là chip Navi, Navi XL. Nó cũng khá giống với cả chiếc RX6400, nhưng mà 6400 thì nó sẽ mang tính gọi là chơi game nhiều hơn. Cái con này thì sẽ có xung gọi là xung của con CPU, con GPU cao, nhưng mà xung của memory sẽ bị thấp hơn một chút so với cả chiếc gaming đấy. Nhưng cái điều đặc biệt của một con card gọi là đồ họa như này ấy, đó chính là cái driver của nó. Thay vì là driver gaming, Radeon gaming gì, nó sẽ sử dụng của nó chính là Radeon Pro. Và những driver chuyên biệt dành cho những card Pro này, nó sẽ đem lại được những cái hiệu năng cao hơn trong những cái app, những ứng dụng làm việc này. Nó sẽ đem lại được những cái sự ổn định hơn khi mà anh em sử dụng những cái ứng dụng đấy. Và bây giờ hãy cùng mình build cái bộ máy này và xem nó hoạt động như nào nhá. Ok, get go. Chiếc mainboard B550 Creator Asus ProArt. Đó, anh mình đã nói rồi đấy, đây là chiếc mainboard ATX. Rất đẹp, rất xịn sò. Đấy. Bây giờ mình mở ra phát là anh em có thể hiểu luôn là tại sao mình lại khá là khen chiếc mainboard này. Rồi. Đây nhá, cái nhung cái thiết kế của nó này rất là đẹp này. Các cái giáp này, giáp giết các kiểu nice này. Đằng sau chúng ta sẽ còn có hai cổng Thunderbolt 4 anh nhá. Hai cổng Thunderbolt 4, mình phải nhắc lại là hai cổng Thunderbolt 4. Tức là anh em có thể cắm, ví dụ như là anh em mà làm phim đúng không, làm đồ họa này, anh em sẽ thường sẽ gặp những cái máy kiểu VIP Pro, rất là VIP Pro, như chúng mình là đang sử dụng là Blackmagic, thì sẽ sử dụng là SSD để truyền dữ liệu. Thế nên là cắm trực tiếp vào đây để đạt được tốc độ cao nhất có thể. Nói chung là rất tuyệt vời. Gắn CPU của AMD thì cũng khá là đơn giản và tương đối là dễ dàng. Có một điều mà mình khá là thấy hay là tại sao chị Phương bên chúng mình lại không bao giờ dám lắp CPU AMD. Có lẽ rằng là do những cái quá khứ đau thương của chị với những con CPU có chân. Thì đây là dòng cuối cùng của AMD sử dụng cái loại gọi là PGA này rồi, pin grid grade, và nó sẽ tới đây sẽ sử dụng là LGA với AM5. AM5 thì sẽ sử dụng là socket 1718 anh em nhá. Nhưng mà nó sẽ vẫn gọi là AM5 chứ nó không phải là 1700 hay 1500 hay cái gì cả. Rồi, ok. Gắn CPU thì khá là đơn giản này, tìm tam giác và gắn vô thôi. Giữ cẩn thận ở hai bên. Đấy, thả vào. Đó, ok. Đấy, gì tí thấy nó chắc chắn rồi thì
lẫy xuống thôi, xong chuyện. Ở trong này thì đang có sẵn đó chính là một chiếc quạt tản của AMD rồi. Nhưng mà tại vì ấy, mình không muốn sử dụng quạt tản này lắm. Tất nhiên là nó vẫn có thể cân được chiếc 5600X này, cũng tương đối tốt. Nhưng mà cái nhiệt độ của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 80 tới 90 độ khi mà mình stress test các thứ kiểu. Thế nên là mình đã chọn ở đây, đó chính là chiếc CR1400 tản nhiệt quốc dân của Việt Nam chúng ta. CR1400 thì mình đánh giá rằng là một con tản nhiệt cũng tương đối ổn áp thôi, chứ chưa phải là tốt nhất. Tại vì dẫu sao thì nó cũng chỉ có tổng cộng là 4 ống đồng này và một chiếc quạt 9cm thôi, chứ không phải là quạt 120 hay gì cả. Thế nên là nó vẫn có thể cân tốt được những con CPU khoảng tầm 6x12 luồng. Đấy, nhưng mình cảm thấy rằng nếu mà anh em nào muốn mà một cái trải nghiệm cao cấp hơn nữa ấy, thì nên lựa chọn đó chính là những cái tản nhiệt của Noctua hoặc là những cái tản nhiệt tầm cao của Zonbo. Một cái điểm tệ của con quản ấy đó chính là nó chỉ có đúng cái đầu control này, tức là PWM này hay PMW gì đấy. Thì cái đầu đấy giúp cho anh em chỉnh được tốc quạt, nhưng mà tất nhiên sẽ không thể nào chỉnh được RGB của quạt. Thế nên là mình đã từng trả lời rất là nhiều comment ở trên YouTube của mình ấy là ô anh ơi con này có chỉnh được RGB không? Không, nó chỉ cứ chạy một cách gọi là vô tận mà, chứ nó không thể nào mà nó chỉnh được RGB được. Tại vì mặc định của nó không có đầu chỉnh RGB ấy. Nó sẽ có một controller có sẵn bên trong này và nó sẽ chỉ cấp nguồn thông qua nhận một tí nguồn của cái quạt này và nó chỉnh nó sáng RGB thôi, chứ nó không thể nào mà chỉnh được. Đáng tiếc như vậy. Ok, kit RAM chúng ta DDR4 Spectrix D41. Tại sao kit RAM này là khá nhiều người mua? Đơn giản là tại vì là nó đẹp là một, thứ hai là nó rẻ là hai, thứ ba là hiệu năng nó cũng tương đối cao. Đấy, anh có thể thấy đây, nó sẽ có giải LED RGB ở phía trên này và dòng chữ XVG ở đây. Nó sáng vừa đủ, sáng vừa phải, và đèn RGB này thì có thể chỉnh thông qua bất kỳ cái phần mềm nào của mình cũng được. Đây này, nó sẽ có ghi ở đây này, OraSync này, Gearbyte này, các kiểu MSI, Adrop các thứ đều chỉnh hết. Bây giờ mình sẽ gắn vào nhá. Xong về RAM, xong về CPU, xong về tản nhiệt rồi. Tiếp theo nữa sẽ là NVMe. Thì mình đang sử dụng đây đó chính là một chiếc SSD NVMe đến từ Team Group. Thì cái chiếc SSD này nó không phải là SSD 4.0, nó chỉ là 3.0 thôi. Nhưng mình cảm thấy rằng là tốc độ của 3.0 cũng vẫn đủ rồi. PCIe 3.0 NVMe này nó vẫn đủ rồi. Và mình cảm thấy rằng cái độ delay so sánh giữa 3.0 và 4.0 ấy nó không quá là nhiều. Cho nên là mình sử dụng cái này sẽ là một lựa chọn hợp lý và rẻ tiền hơn rất là nhiều so với cả một chiếc 1TB 4.0. Cũng mất một tí 1 phút ấy để gọi là cắm dây dợ của con này vào. Thì ở trong này ấy, mày còn có một điểm hay nữa là nó còn chỉnh được RGB ở quạt đằng trước, mà nó sẽ có đầu RGB ở đây. Bây giờ thì mình gắn cạc vào nhá. Tại sao hôm nay mình lại gắn cạc trước? À, tại vì là đầu tiên tại vì chiếc cạc này nhỉ. Chiếc cạc này rất là nhỏ, anh em thấy không? Đấy, nó chỉ to bằng cái bàn tay của mình thôi. Đấy, một bàn tay mình che hết cái cạc rồi. Cái cạc này rất là nhỏ. Tiếp theo nữa là nó sử dụng rất là ít điện luôn. Tức là nó có thể cấp nguồn trực tiếp từ cái khe PCIe này được. Và con cạc này theo như mình nhớ thì nó có tốn là 50W điện thôi thì phải. Tức là nó cực kỳ là hợp lý với những bộ máy HTPC hoặc là những cái bộ máy theo kiểu gọi là văn phòng mà đang muốn nâng cấp một chút về trải nghiệm là đồ họa. Thì chiếc cạc này cực kỳ là phù hợp với những cái bộ máy như thế. Với cái bộ máy như này thì nó sẽ hơi bị overkill quá, tức là cái bộ máy này sẽ hơi quá đà so với chiếc cạc này. Nhưng mà tất nhiên rồi, nhờ cái sự gọi là overkill đấy mà chúng ta có thể tận dụng được 100% cái sức mạnh của chiếc cạc đồ họa này. Thì trong này sẽ là về nhân shader thì là 68768 thì phải. Tức là đấy, cũng tương tự với cả chiếc 6400. Nhưng mà lý do tại sao nó là cạc Pro, tại vì nó sử dụng là driver Pro và nó có cái form Pro. Đặc biệt nữa, tại sao cái cạc màn hình này nó lại rẻ hơn so với cả những chiếc cạc màn hình đồ họa khác, hay là nó lại có một cái khác biệt so với những chiếc cạc đồ họa khác, là cái chiếc cạc này thì đang hướng, được AMD hướng tới một cái dòng không phải là cao cấp quá, mà đang hướng tới những đối tượng khách hàng gọi là thấp hơn một chút. Và họ hướng tới những người nào sử dụng của nó chỉ là hai màn hình thôi. Đấy, những cái đối tượng mà gọi là AMD đang hướng tới chỉ dùng khoảng tầm hai màn hình thôi, tức là một màn hình chính này cũng có một màn hình phụ. Và chiếc cạc này thì cực kỳ là phù hợp với những cái công việc của họ như thế, ví dụ như là của Autodesk này, của Revit này, của nhiều khi là có gọi là hỗ trợ về viewport của Blender này, hoặc là vẫn có thể sử dụng với cả Photoshop các thứ kiểu để sử dụng tốt được cái OpenGL của chiếc cạc mình này. Cái bộ máy này công nhận là nhìn trông cũng được đấy, tuy là nó khá là ít thứ ấy, nhưng mà nó nhìn trông nó vẫn khá là đẹp, nó vẫn tương đối là hiện đại.
Mỗi tội là bộ nguồn mà mình chọn con nguồn không RGB hơn thì tốt hơn. Con nguồn này trông RGB quá, quả dây nguồn trông hơi chối. Ok, gaming gear đã lên sàn, bây giờ thì bật máy. Ok. Ui cha, trời ơi, trời đất ơi, đẹp quá, đẹp quá. Bộ máy đã lên rồi. Tắt trừ rồi, hay là nó đang gì nhỉ? À đây, nó lại. Ok. Giật mình quá. Nhiều khi là con này đang... À đây, đây. Đợi tí nó đang trắng rồi, tức là nó đang chuẩn bị boot lên rồi. Sau một gọi là đây mình vào delete, mình vào trong BIOS. Việc đầu tiên mà anh em mua bất kỳ bộ máy nào nhá, không phải là máy của ai hết mà bất kỳ bộ máy nào anh em đều phải vào BIOS để bật XMP lên. Rồi, đấy, XMP đang disable này, thế nên là nó đang ở 24.266 này. Ai lại làm thế đúng không? Đời người ai lại làm thế. Profile 1 là 3200 CL16, profile 2 là 3000. Ok. Thế thì mình chọn này đi, 3200 bình thường đây. Điều CP các kiểu 7F7 này. Save change and reset. Rồi. Ok, bây giờ thì hãy đợi boot vào trong Windows nào. The next morning. Cái bộ máy của đây thì mình đã vừa test xong với một số phần mềm rồi. Thì một điểm mà mình sai lầm ở cái bộ máy này, à chết cạc màn hình này đúng không? Thì là nó không phải là một đầu HDMI, một đầu DisplayPort đâu, mà là hai đầu DisplayPort anh em ạ. Tức là nó sẽ hỗ trợ với một cái độ phân giải cao, đồng thời với cả một cái độ tần số quét cao nữa. Nên là anh em muốn cắm về những chiếc cạc màn hình, những chiếc màn hình mà xịn sò hơn thì cũng có thể chấp nhận được. Thì cái phần mềm mà mình test đây đó chính là phần mềm Photoshop. Đầu tiên là Photoshop thì mình đạt được số điểm là 930. Đây là một con số điểm cũng khá là cao khi mà nói về một chiếc cặp màn hình có hỗ trợ cho OpenGL. Đấy anh em thấy đây là những cái kết quả của Puget Band. Thì 930 cũng nằm trong ngang tầm với cả những cấu hình nhiều khi còn cao hơn nữa. Như ở đây là sử dụng này, có cả Threadripper Pro này. Đấy mà điểm của nó 986 thôi. Thế nên là 930 là rất là ok. Tiếp theo nữa mình còn test đó chính với cả là đây là test OpenGL. Đó, anh em nhìn số điểm này, 1000 bao nhiêu frame này, 10000 bao nhiêu frame này, rất là nhiều các số điểm khác nhau, rất là khủng bố. Nhưng mà bây giờ mình các bạn anh em hỏi là tại sao mình lại test những cái phần mềm như này? Tại sao không phải là test những cái kiểu ví dụ như là về Blender này hay là về Maya này vân vân. Tại vì nhá, tại sao lại Photoshop? Thứ nhất là chiếc cặp màn hình AMD này nó có xuất được đó chính là màu 10 bit. Nhưng mà hiểu không? Màu 10 bit tức là nó rất là đẹp, nó rất là tươi và độ màu sắc nó rất là nhiều. Tức là nó có rất là nhiều màu sắc trong cái 10 bit đấy. Điều đó sẽ khiến cho cái việc gọi là sử dụng cho chỉnh ảnh cực kỳ là phù hợp luôn. Đó lý do sao mà nhiều anh em lại lựa chọn cặp màn hình của AMD, tại vì là màu của nó lại tươi hơn, màu nó đẹp hơn so với những hãng khác, những hãng đối thủ của AMD. Đó. Và tiếp theo nữa tại sao mình lại test cái OpenGL như này? Đơn giản tại vì chiếc cặp màn hình này, tuy nhiên nó có là H.264 với cả H.265 decoding, nhưng nó lại không có encoding. Nó sẽ không quá là phù hợp với cả những cái phần mềm làm phim, làm video, mà nó lại phù hợp hơn với cái những cái phần mềm làm gọi là đồ họa về 2D và kiểu, tức là cũng có 3D nhưng mà nó sẽ phù hợp hơn với những phần mềm GL này, đây Aztec Run OpenGL này, vân vân này. Đó là những cái ứng dụng mà anh em nên áp dụng vào. Tất nhiên là cái GL, OpenGL nó vẫn chưa gọi là tối ưu đến mức 100%, nhưng mà việc xuất hiện ở đây sẽ giúp cho công việc của anh em được thúc đẩy hơn rất là nhiều, đặc biệt với một chiếc cặp màn hình có một tầm giá thấp như thế này. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục đối với là bài test tiếp theo, bài test thứ hai, đó chính là liệu rằng ban ngày anh em làm việc nhưng ban đêm thích chơi game thì có chơi game được không? Bây giờ mình cùng thử bật lên nhá. Đây anh em có thể thấy đây là khi mà đang đợi Liên Minh Thần Thoại bật lên đúng không? Thì đây là driver của cái Radeon này, Radeon Pro này. Đó, nó sẽ không có những cái tính năng theo kiểu như là gaming, nhưng mà nó sẽ có những cái tuning này, những cái gọi là performance này. Đấy, để giúp điều chỉnh cho anh em này. Smart Access Memory thì cái này hình như là đang không có, tại vì mình đang chưa bật ở trong BIOS thì phải. Cái bật cái này trong BIOS lên đúng không? Nó sẽ giúp cho cảm hình của chúng ta có thể truy cập được data nhiều hơn, để giúp cho load các preset, những cái gọi là hình ảnh một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mà hiện tại thì con cạc này cũng không gọi là mang tính chơi game nhiều lắm, nên là mình đã không bật nó lên. Đấy, create này, global graphics setting này. Đấy, cái thứ kiểu, nhưng cái này nó sẽ không có những tính năng gaming, mình đã nói rồi đấy. Và nó sẽ có nhiều hơn, ưu tiên hơn cho những cái tính năng về làm việc. Và điều đó có nghĩa là nó cũng bị cắt giảm đi khá là nhiều khi mà nói về những cái gọi là chẳng như là game mode này hay là làm việc mode hay gì đấy mode rồi đấy. Tại vì con cạc này cứ mặc định nó ở chế độ làm việc luôn rồi. Bây giờ thì cùng vào thử lên điện thoại nhá. Ok,
Ok anh em ơi, mình đang ở đây là đánh lưu vi điện thoại đi đường bot, nhưng mà mình đang spawn một đống lính ở đây để stress test. Sao cho không đánh nhau cho nó đứng im vậy? Vì mức FPS của một nồi lính như này là khoảng tầm 130, 140 gì đấy. Và mình thấy cái trải nghiệm nó khá là ổn. Nếu mà anh em kiểu đánh combat bình thường thì đây có thể gọi là cái gọi là đang giả lập combat bình thường đây. Đấy, nó đông đảo như này thì nó đang khá là giả lập đây. Đấy, khi mà mức lính giảm xuống một nửa đúng không? FPS đã lên khoảng tầm 170 rồi. Khoảng tầm 240 này mà mình đang để là giới hạn ở 240, khung hình tối đa là 140. Mình đang đánh ở đây thì nó cũng khá là mượt mà đấy, thực sự. Bây giờ mà mình bảo là đây có phải là cạc gọi là xịn xó không, cạc 6900 không, thì mình thấy cũng có vẻ giống đấy, tại vì số lượng FPS nó cao này cơ. Để mình bây giờ mình thử gọi là bỏ đồng bộ nha, bỏ giới hạn nha. Phá vỡ mọi giới hạn. FPS tăng không ngừng. Đấy, nó cũng khoảng tầm 300 các kiểu. 300 hơn này, 370 270 280 này. Đó. Nói chung là rất là tuyệt vời. Và mình cảm thấy rằng là việc mà chơi một tựa game như này, mấy tựa game nhẹ nhẹ này ấy, để mang tính giải trí ấy, thì mình thấy là cũng ok. Chơi với một bộ máy gọi là khủng bố. Không mức khủng bố nhưng mà cạc mà rẻ tiền như này. Đấy, tuy rằng là nó chỉ là một con cạc kiểu chơi đồ họa thôi nhưng mà chơi game vẫn rất ổn áp nha. Ok, mình đã bước vào trong một gọi là ván game của CSGO rồi. Đây là Dust 2. Đấy, Dust 2 và mình đang chế độ Deathmatch, tức là nó khá là đông người. Nó khá là đông người đấy. Và cái việc mà tại sao mình lại test Deathmatch như này, tại vì cái sự xuất hiện của rất là nhiều người như này sẽ khiến cho cái mức FPS của chúng ta nó bị giảm đi. À đây, trong hồng chúng ta lên 200, hơn 200 rồi. Đó, cái trải nghiệm chơi game của em này thì cũng khá là ổn áp. Mình đang đi lòng vòng trong đất 2 này, mức FPS rơi vào khoảng tầm từ 150 tới 250 này, nhiều lúc chạm tới 300. Em này mà cắm thêm một con màn màu 4 nữa thì tuyệt vời. Một con Pro Art vào thì quá là đẳng cấp luôn. Tại vì trong cái Radeon Pro này đúng không, nó sẽ có một cái ứng dụng, nó có một cái phần nó ghi là kiểu để cho anh em chọn các chế độ màu khác nhau, giúp cho anh em kiểu tùy chỉnh cái xuất hiện trên màn hình, những cái gì hiện trên màn hình. Nói chung là đây sẽ là một con cạc kiểu phù hợp cho cái việc mà anh em kiểu nửa chơi game nửa làm việc. Và tất nhiên là đã làm việc thì vẫn ưu tiên hơn, nhưng mà điều đó không nghĩa là nó không chơi được game. Và đấy, như mình đã chứng tỏ đây thì nói chung là chiếc cạc Radeon Pro W6400 này là một chiếc cạc rất là phù hợp với những ai mà đang muốn gọi là làm những gì đó 2D, làm ảnh để cho có một có gọi là xuất màu đẹp. Một chiếc cạc mình có thể xuất được màu đẹp, màu 10 bit. Tiếp theo nữa còn có thể hơi chơi một chút game, những tựa game như là CSGO, Liên Minh Huyền Thoại hoặc những tựa game nhẹ nhẹ ấy, thì quá là tuyệt vời với một chiếc cạc mình như này luôn. Nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cả một cái sản phẩm như này ấy, thì mình sẽ để đường link ở dưới tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này nói chung là hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em trong video sau nhé.